Liên hoan phim Israel gửi tới khán giả Việt Nam 6 bộ phim đặc sắc thuộc nhiều thể loại gồm phim nghệ thuật, giải trí, tâm lý xã hội, thiếu nhi và phim ngắn. Các bộ phim trong liên hoan được tuyển lựa kỹ càng nhằm đem tới cho khán giả Việt Nam cái nhìn chân thực về văn hóa, cuộc sống và xã hội đương đại Israel. Nội dung phim tập trung vào tính nhân văn, nêu bật tình thương yêu gia đình, khao khát sống và vươn tới đỉnh cao. Vé xem liên hoan phim sẽ được phát hoàn toàn miễn phí tại hệ thống rạp BHD Star Cineplex tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.